Theo đó là những thuốc theo trend, tức là những chuỗi thuốc liên tục. Yêu cầu của cấp kiện thuốc này phải có trước một cái linear dimension, tức là cái thuốc thẳng. Mình đã tạo trước cái thuốc thẳng này rồi, để gọi là mình phải chọn vào routing và dimension chain. Đầu tiên mình chọn linear dimension, sau đó bạn chọn những cái điểm kế tiếp của nó. Nó sẽ tự động tạo ra cái thước. Bạn có bấm escape hai lần để mình thoát lực.